Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, sau nhiều lần lên tiếng phản đối bệnh viện Đống Đa cho xây dựng trên đất của nhà thờ Thái Hà, tuy nhiên, phía bệnh viện vẫn không lắng nghe và vẫn sẽ tiếp tục xây ngôi nhà mới 2 tầng hầm và 6 tầng nổi. Ngày 27 tháng 4 năm 2024, cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế đã có thư xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho nhà thờ Thái Hà. Đây như là lá thư kêu cứu từ cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, mời cộng đoàn theo dõi. Thư cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế xin cầu nguyện cho nhà Hà Nội. Kính thưa quý cha, quý thầy, anh em học viện, tập sinh, dự tập, dự tu thân mến. Như anh em biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có dự án mở rộng bệnh viện Đống Đa, xây dựng một tòa nhà 6 tầng với 2 tầng hầm trên đất của nhà dòng. Việc mở rộng này trái với chủ trương của nhà nước là di dời các bệnh viện xa khỏi khu dân cư. Trước tình hình này, lúc chúng ta đang chuẩn bị mừng năm thánh 100 năm dòng Chúa Cứu Thế có mặt tại Việt Nam, Ban Quản trị tỉnh xin mỗi cộng đoàn làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ hàng cứu giúp mỗi ngày và dâng những hy sinh, hãm mình để xin Chúa ban cho chúng ta có những giải pháp sáng suốt trong tình hình khó khăn này. Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể được. Xin cảm ơn quý cha, quý thầy và anh em. Xin Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi nơi mọi lúc. Linh Mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông, giám tỉnh. Nhiều lần các tu sĩ và bà con giáo dân Thái Hà khẳng định, cho đến hiện nay, nhà thờ Thái Hà chưa bao giờ bán, đổi, chuyển nhượng, bàn giao hay cho các cá nhân hoặc tổ chức mượn bất cứ cơ sở nào của nhà thờ tại bệnh viện Đống Đa. Điều đó cũng có nghĩa là nhà thờ Thái Hà là chủ sở hữu duy nhất hợp pháp các cơ sở tại đây. Qua nhiều văn bản cũng như trong các lần gặp gỡ chính quyền thành phố Hà Nội, nhà thờ Thái Hà đề nghị giữ nguyên hiện trạng và sớm trả lại ngôi nhà tu viện nay đang làm bệnh viện Đống Đa để nhà thờ Thái Hà sử dụng vào đúng mục đích tôn giáo, phục vụ bà con giáo dân. Bộ Xây dựng, cách riêng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có chủ trương đưa các bệnh viện ra ngoại thành, nhất là những bệnh viện truyền nhiễm nằm trong khu vực mật độ dân cư quá dày đặc, bệnh viện có lượng chất thải y tế lớn, không có khả năng xử lý, bệnh viện đa khoa có khoa lây không đủ điều kiện cách ly theo quy định. Bệnh viện Đống Đa vốn là một cơ sở tôn giáo không phù hợp để làm bệnh viện, nằm trong khu vực dân cư đông đúc. Sắp tới đây, tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội sẽ kỷ niệm 100 năm dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam năm 1925 đến năm 2025. Đây cũng là thời điểm mà các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế mong được nhà nước trao trả lại ngôi nhà tu viện đầu tiên của dòng tại miền Bắc này. Bởi ngôi nhà tu viện này rất có ý nghĩa đối với các thế hệ tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Qua hai đợt, vào năm 1959 và năm 1973, quận Đống Đa đã lần lượt mượn tu viện và các ngôi nhà khác của tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Nhà nước luôn khẳng định, tôn trọng tự do tôn giáo, các cơ sở thờ tự được pháp luật bảo hộ. Đã đến lúc nhà nước cần trao trả lại tu viện của dòng Chúa Cứu Thế mà nhà nước chiếm dụng bấy lâu nay. Do vậy, các tu sĩ và bà con giáo dân Thái Hà phản đối một dự án cải tạo nâng cấp làm thay đổi hiện trạng ngôi nhà tu viện như trong văn bản Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đề cập đến. Xin anh chị em cầu nguyện cho các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế và bà con giáo dân tại Thái Hà. Trước đó, liên quan đến việc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội đang cho sửa bên trong cũng như bên ngoài ngôi nhà tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hiện đang làm Bệnh viện Đống Đa, cha Giuse Nguyễn Văn Hội, bề trên tu viện, chánh xứ giáo xứ Thái Hà đã đại diện cho bà con giáo dân, các tu sĩ trong tu viện gửi đơn khiếu nại khẩn cấp đến các cấp chính quyền thành phố Hà Nội. Chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn đơn khiếu nại khẩn cấp để quý vị biết rõ hơn vụ việc nhằm liên đới cầu nguyện cho bà con giáo dân và các tu sĩ tại Thái Hà, nhất là trong những ngày này. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Tổng giáo phận Hà Nội, giáo xứ Thái Hà, số 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2023. Đơn khiếu nại khẩn cấp. Kính gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chúng tôi, toàn thể các linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và giáo dân giáo xứ Thái Hà gửi đơn này đề nghị khẩn đến ông một việc như sau. Ngày 6 tháng 11 năm 2023 vừa qua, trong lúc các linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đi tĩnh tâm và tham dự khóa thường huấn tại Sài Gòn, chúng tôi nhận được thông tin từ các giáo dân cho biết, Bệnh viện Đống Đa đã đơn phương phá dỡ nhà của chúng tôi trong lúc chúng tôi đi vắng.
Sự kiện ấy sau đó đã nhanh chóng lan truyền nơi người dân và trên mạng xã hội, gây bức xúc cho nhiều người, đặc biệt cho toàn thể các linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đang tham dự kỳ thường huấn. Hơn nữa, vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 100 năm hiện diện tại Việt Nam thì chúng tôi lại bị đập tu viện. Chính vì thế, việc làm này đã tạo nên nhiều bất lợi cho sự tin tưởng của người dân và một số linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế vào nhà nước. Nhiều người băn khoăn về quan hệ đang diễn ra tốt đẹp giữa Vatican và nhà nước Việt Nam. Chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng, tu viện dòng Chúa Cứu Thế do dòng Chúa Cứu Thế mua đất và xây dựng từ năm 1928, được sử dụng hợp pháp từ đó đến nay. Tu viện của chúng tôi được hiến pháp và luật pháp bảo hộ, luật tín ngưỡng tôn giáo tại Điều 3 khoản 3 ghi rõ, nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Trong các thời kỳ đã qua, kể từ năm 1945 đến nay, chưa bao giờ tu viện dòng Chúa Cứu Thế là đối tượng của bất cứ chính sách nào như cải cách ruộng đất, cải tạo tư bản tư doanh hoặc bất cứ chính sách nhà ở nào. Chúng tôi chưa bao giờ bán, đổi, chuyển nhượng, bàn giao hoặc cho bất cứ ai đối với bất cứ tài sản nào của chúng tôi trong khu vực này. Việc chính quyền quận Đống Đa tự tiện ép mượn tu viện và nhà nguyện của chúng tôi làm bệnh viện Đống Đa hoàn toàn trái với các quy định của pháp luật qua các thời kỳ lịch sử. Chúng tôi có đầy đủ cơ sở pháp lý để khẳng định điều này. Việc tự ý làm biến dạng kết cấu tu viện và nhà nguyện của chúng tôi không chỉ trái với những quy định của hiến pháp và pháp luật đối với cơ sở thờ tự của tôn giáo, xâm phạm nặng nề quyền tự do tín ngưỡng mà còn chà đạp niềm tin thánh thiên của chúng tôi. Kể từ khi mượn nhà của chúng tôi, mỗi khi muốn sửa chữa lớn hay nhỏ, dù chỉ là chặt một cây khô trong vườn, thậm chí ngay cả khi muốn sơn lại cây thánh giá trên nóc tu viện, bệnh viện Đống Đa đều xin ý kiến chúng tôi và chỉ sửa chữa khi chúng tôi đồng ý. Do đó, chúng tôi làm đơn này, kiến nghị khẩn cấp đến quý ông, đề nghị quý ông mau chóng. 1. Có biện pháp ngừng việc phá dỡ tài sản và trả lại nguyên trạng tu viện của chúng tôi. 2. Điều tra làm rõ ai và đơn vị nào đang ngang nhiên phá hoại tài sản tôn giáo hợp pháp của chúng tôi và xử lý theo quy định của pháp luật. 3. Xem xét trả lại cho chúng tôi tu viện để chúng tôi sử dụng vào mục đích tôn giáo. Trong tinh thần tôn trọng luật pháp, chúng tôi xin gửi tới quý ông lời chào trân trọng. Thay mặt dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, giáo xứ Thái Hà, linh mục du xe Nguyễn Văn Hội, bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Nơi nhận, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ban Tôn giáo, Sở Y tế Hà Nội, Công an Hà Nội, Ủy ban Nhân dân, Công an quận Đống Đa, Ủy ban Nhân dân, Công an phường Quang Trung, Cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, các hãng thông tấn, truyền thông. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.